Phương, tôi không chuẩn bị tiệc cưới để mời chồng cũ. Trước thắc mắc có mời Quách Ngọc Ngoan dự cưới, Lê Phương cho hay cô không mời chồng cũ vì cả hai không còn liên quan gì đến nhau. Sau khi xác nhận sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 8 tháng 8 tới, Lê Phương, Trung Kiên đã tay trong tay hạnh phúc đến quay hình chương trình Khẩu nghiệp ngôi sao. Tại chương trình, cặp đôi không rời nhau nửa bước, liên tục nở nụ cười viên mãn và thoải mái chia sẻ về đám cưới. Nói về chuyện tình đẹp 3 năm qua, nữ diễn viên gốc Trà Vinh thổ lộ rằng tình yêu giữa mình và bạn trai bắt đầu từ tô cháo hành. Chị gọi đó là món cháo thần thánh vì mỗi lần đổ bệnh hay không khỏe trong người thì chỉ cần Trung Kiên nói món này là chị khỏe re liền. Đáp lại, chị cũng thường xuyên nấu thịt kho tàu, canh chua để bù lại cho ông xã. Đây là những món mà Phương nghĩ mọi bữa cơm gia đình sẽ nghĩ tới đầu tiên. Tuy đơn giản nhưng để nấu đúng vị cũng phải rất công phu. Phụ nữ thời nay ngoài công việc giỏi giang còn phải biết chăm chút cho gian bếp thêm ấm cúng, mới mong được giữ lửa hạnh phúc gia đình được, Lê Phương nói. Diễn viên Lê Phương chia sẻ rằng hiện tại mọi khâu chuẩn bị cho ngày cưới đã được gia đình hai bên hoàn tất. Vốn tính giản dị nên từ bộ ảnh cưới, thiệp cưới đến việc chọn không gian tiệc đều được chuẩn bị đơn giản. Trước khi lên xe hoa lần hai, nữ diễn viên đã thủ sẵn bí kíp để chinh phục gia đình nhà chồng. Khi được hỏi có gửi thiệp đến ba của bé Cà Pháo, tên ở nhà của con trai chị với chồng cũ Quách Ngọc Ngoan hay không, chị thẳng thắn có lẽ là không. Tôi và anh ấy đã đi khác con đường tôi đi hiện tại đã có anh Kiên, người mang đến cho tôi sự an toàn để xây dựng mái ấm gia đình. Lê Phương, Trung Kiên cũng tiết lộ cả hai sẽ cùng bắt tay thực hiện dự án âm nhạc chung sau đám cưới. Lê Phương và bạn trai khá mạnh tay khi tổ chức đám cưới ba nơi. Cặp đôi sẽ làm lễ tại nhà gái ở Trà Vinh ngày 8 tháng 8, ngày 16 tháng 8 ở nhà trai Ninh Thuận, cuối cùng là ngày 18 tháng 8 tại thành phố Hồ Chí Minh dành cho bạn bè. Gia đình ở Thanh Hóa bất ngờ cho khai quật khu vườn bí ẩn, bà Thành tiếp đón người thân chờ ngày đẹp chuyển về Nga Sơn. Bà Thành đã cho chồng con cùng người thân ở quê tiến hành khai quật khu vườn bí ẩn. Hiện tại bát và lưỡi cày đang được đào lên, rửa sạch, chất thành đống và chờ ngày đẹp để chuyển về Nga Sơn. Như Đời Sống Plus đã thông tin từ một gia đình khá giả, bỗng vào năm 2001, gia đình bà Nguyễn Thị Thành ở xã Thành Vân, Thạch Thành, Thanh Hóa bất ngờ bán hết đàn trâu bò, mua hàng vạn chiếc bát, hàng ngàn chiếc lưỡi cày về treo lên cây và chôn trong vườn, trong nhà. Gần 20 năm nay, mẹ con bà Thành gần như tuyệt giao với thế giới bên ngoài. Và chỉ khi nhà hết những nhu yếu phẩm cần thiết thì ông Mai Văn Thái, chồng bà Thành mới xuất đầu lộ diện, nhưng ăn mặc vô cùng kỳ dị. Người thân cũng bỗng nhiên bí ẩn. Sau khi đăng tải, chính quyền địa phương đã vào cuộc phối hợp với người nhà của vợ chồng bà Thành ở xã Nga Thạch, Nga Sơn tìm cách giải cứu gia đình kỳ lạ này. Sáng ngày 22 tháng 7, người nhà hai bên nội ngoại của vợ chồng bà Thành đã có mặt tại xã Thành Vân. Cũng như cả chục năm nay, bà Thành vẫn không cho vào nhà. Hai người con của bà Thành cũng đón tiếp người thân từ quê lên với thái độ lạnh nhạt như người dân nước lã. Thậm chí trên tay có sẵn hung khí và sẵn sàng ra tay nếu ai đó bất tuân lệnh. Tuy nhiên chiều tối cùng ngày, bất ngờ đã xảy ra khi bà Thành lệnh cho các con, cho phép hai chú và hai cậu vào nhà. Bỗng dưng thay đổi thái độ nhưng bà Thành vẫn không cho người thân của mình vào hẳn trong ngôi nhà chính, nơi bà đang tạ ẩn. Dù chưa nhìn thấy bà Thành, nhưng với việc bà Thành không còn cấm cửa, hai con bà Thành đã thay đổi và tỏ ra rất tình cảm với các chú, các cậu. Nhiều người hy vọng câu chuyện về gia đình bí ẩn này sẽ được sớm giải mã. Bất ngờ hơn nữa khi một ngày sau đó, khi thấy người dân tò mò kéo đến gia đình mình xem, thì Mai Thị Thanh, con gái bà Thành, còn chạy sang nhà hàng xóm cầu cứu. Thanh nhờ người hàng xóm nói hộ với người dân để họ ra về, cho gia đình mình nghỉ ngơi. Hôm đó Thanh cũng hé lộ rằng gia đình cháu chỉ sống hết ở năm nay rồi sẽ chuyển về Nga Sơn sinh sống. Người dân ở xóm Thành Vân cho biết kể từ khi bà Thành tuyệt giao với thế giới bên ngoài, gần 20 năm qua Thanh mới ra khỏi khu vườn nhà mình. Đã có thời điểm nhiều người nghi ngờ Thanh không còn tồn tại nữa. Với những chuyển biến tích cực đó, ông Mai Văn Bình, em ruột ông Thái, đã lên sẵn kế hoạch
ngày 24 tháng 7, mọi người ở quê sẽ tiếp tục lên Thành Vân để thuyết phục bà Thành cho con và chồng đi khám bệnh. Chính quyền địa phương cũng đã chuẩn bị sẵn kế hoạch để hỗ trợ, nhưng gia đình hai bên nội ngoại đã không lên như đã hẹn và cũng không nói rõ lý do. Dường như người thân trong gia đình bà Thành đã thay đổi quyết định và không sẵn sàng hợp tác với chính quyền địa phương. Sự thay đổi từ phía người thân gia đình bà Thành, ông Thái, khiến nhiều người bất ngờ. Bởi với sự vào cuộc và giúp đỡ rất nhiệt tình từ cơ quan chức năng là cơ hội tốt nhất để giúp gia đình bà Thành thoát khỏi cuộc sống kỳ dị, khốn khó đã kéo dài 20 năm nay. Chị Nguyễn Thị Tê sống cạnh gia đình nhà bà Thành tỏ ra thất vọng. Không hiểu vì lý do gì nữa, bây giờ người thân cũng bí ẩn như bà Thành vậy. Họ đang âm thầm làm gì đó trong vườn nhà bà Thành mà không ai biết. Đang khoai vật khu vườn. Mặc dù không thông báo rộng rãi ra bên ngoài, nhưng mấy ngày vừa qua, người dân xã Thành Vân vẫn thấy sự xuất hiện của người thân dưới quê Nga Sơn tại nhà bà Thành. Cùng với đó, cột lưỡi cây cao vút cũng đã được tháo dỡ. Một số cây trong vườn cũng bị cắt hạ. Trước đó, khi người dân trong xóm hỏi chuyện, ông Thái tiết lộ một ô tô lưỡi cày và bát đã được chuyển về quê. Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên bà Mai Thị Tình, em gái ông Thái cho biết, người thân dưới quê vẫn đang tiến hành khai quật khu vườn. Hiện tại đã đào được rất nhiều lưỡi cày và bát. Tất cả được rửa sạch, xếp gọn gàng. Và bà Thành đang chờ ngày đẹp để chuyển về Nga Sơn. Cũng theo bà Tình, hiện tại bà Thành đã đồng ý sẽ chuyển về quê, thế nhưng thời gian cụ thể chưa biết. Sáng ngày 27 tháng 7, ông Mai Văn Chính, em trai ông Thái cùng các cháu vẫn tiếp tục lên Thành Vân tiến hành thu dọn khu vườn nhà bà Thành. Liên lạc với số điện thoại mà ông Mai Văn Bình vẫn dùng để biết thêm kết quả khảo cổ, cũng như nắm thêm thông tin về gia đình nhà bà Thành hiện tại. Nhưng người cầm máy cho biết số máy trên không phải của ông Bình. Dường như phía gia đình ông Bình đang âm thầm với kế hoạch của mình mà không muốn tiết lộ ra thông tin bên ngoài. Được biết do lượng người hiếu kỳ kéo về khu vườn bí ẩn của gia đình bà Thành vẫn chưa ngớt, nên cả tuần qua, công an huyện Thạch Thành phải bố trí người canh gác cả ngày lẫn đêm. Sáng nay thấy người ở dưới quê lên, nhưng đến chiều họ đã rút về. Cũng không rõ họ làm gì, chỉ thấy lưỡi cày ngoài vườn đã được dỡ bỏ. Cạnh gốc xoan có một hố to cũng được đào bới, có lẽ nơi đó chôn lưỡi cày và bát. Một cán bộ làm nhiệm vụ ở đây tiết lộ. Họ sống cùng nhau trong khu vườn kỳ bí, những người hàng xóm làm công nhân, cùng làm lâm trường cũng không dám đến gần ngôi nhà. Nếu có người lạ đến, hai con của bà Thành sẽ cầm gậy, hung khí xua đuổi. Cứ như vậy, khu vườn nhà bà Thành sống trở nên bất khả xâm phạm. Từ đó xuất hiện nhiều lời đồn thổi rợn người về gia đình này. Ngày đầu tiên chúng tôi đập nhập khu vườn nhưng bị ông Thái chồng bà Thành chặn ngay từ cổng. Ngày thứ hai ông Thái cho phép mọi người được tiến sâu vào hơn, nhưng không được vào bên trong. Ông Thái nói muốn tiến vào bên trong phải được sự đồng ý của bà ấy. Vợ ông Thái: tôi chỉ làm theo mệnh lệnh. Nói xong ông Thái quay vào nhà hỏi vợ. Một lúc sau ông đi ra nói với mọi người bà ấy không đồng ý cho ai vào hết. Đang đứng nói chuyện với ông Thái ở cổng, bỗng xuất hiện giọng nói ồm ồm không phân biệt được giọng nam hay nữ. Nghe rất ma mị, lui đi, nhà tôi chưa mở cửa cho ai vào. Người này ăn mặc giống ông Thái, trên tay cầm một đoạn cây dài, đầu gắn con dao. Vừa đi vừa xúc đất, hắt về phía chúng tôi và nói, lui ra thì sống, vào thì chết, khiến mọi người sợ hãi. Đi cùng vào bên trong có chị Tâm, học cùng thời phổ thông với chị Thanh, bỗng cất tiếng gọi, Thanh à, có nhận bạn không? Tâm đây, Thanh có nhớ ngày xưa Thanh đọc bài văn hay cho cả lớp nghe không? Tuy nhiên chị Thanh im lặng. Ông Thái tiếp tục và khuyên nhủ con gái vào xin ý kiến bà Thành cho mọi người vào. Tuy nhiên lần này cũng như lần trước, người dân cùng đoàn lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thạch Thành đành bất lực ra về. Trước khi vào nhà, ông Thái còn cho mọi người xem vũ khí bất ly thân được kết từ những sợi nhựa quấn trước ngực và sau lưng. Vì tôn trọng những việc làm riêng tư của gia đình nên chính quyền địa phương không can thiệp. Thế nhưng hiện tại họ vẫn hỗ trợ gia đình để bảo vệ an ninh trật tự từ phía ngoài. Cán bộ này cho biết thêm, với những động thái tích cực trên, nhiều người sống quanh nhà bà Thành đang hy vọng khi rời khỏi khu vườn bí ẩn, bà Thành cùng chồng con sẽ trở lại cuộc sống bình thường. Quán trà sữa của Phạm Hương bất ngờ bị tạt sơn đúng ngày khai trương. Những bịch sơn bị đối tượng đạm mặt ném tung tóe trước cửa hàng của Phạm Hương. Hiện công an đang điều tra làm rõ sự việc. Tối ngày 28 tháng
7, Phạm Hưng khai trương quán trà sữa tại 36 Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Hồ Chí Minh. Buổi khai trương của Phạm Hưng có sự góp mặt của rất nhiều sao Việt. Ngay sau khi lễ khai trương diễn ra, khách mời về gần hết, tiệm trà sữa của Phạm Hưng bất ngờ bị nhóm người tạc sơn đen trước cửa. Những bịch sơn văng tung tóe khắp nơi, dính cả vào người một vài người đứng trước cửa hàng và các cửa hàng bên cạnh. Ngay lập tức phía Phạm Hưng đã gọi công an vào cuộc điều tra làm rõ sự việc. Ngay sau khi khách mời về vãng, đối tượng lạ mặt đã ném sơn đen trước cửa quán của Hoa hậu. Hương Giang Idol tiết lộ nỗi sợ hãi sau vụ xúc phạm nghệ sĩ Trung Dân. Hương Giang Idol có những tiết lộ về nỗi sợ hãi trong ngày cô tái xuất showbiz. Tháng 5 năm 2017, Hương Giang Idol lần đầu tiên vướng phải scandal phạm miệng và đã phải hứng chịu rất nhiều áp lực từ dư luận. Cô đã nhanh chóng gửi lời xin lỗi và tạm dừng mọi hoạt động của mình để nghỉ ngơi và kiểm điểm bản thân. Sau 2 tháng nghỉ ngơi, Hương Giang bắt đầu quay trở lại showbiz. Những chia sẻ mới nhất của cô sẽ cho công chúng thấy một Hương Giang trưởng thành và cẩn trọng hơn. Có vẻ như chị đã phục hồi tinh thần sau 2 tháng tạm xa showbiz. Chị có thể chia sẻ về khoảng thời gian 2 tháng qua của mình. Tôi dành cho mình 2 tháng chỉ để tận hưởng và làm những gì mình thích. Tạm xa hoàn toàn công việc, chỉ đi chơi thư giãn đầu óc. Tôi cũng không nghĩ gì nhiều, đơn giản muốn cho bản thân một chút không khí để thở, cũng như được là chính mình mà thôi. Chị đã rút ra được điều gì sau scandal không đáng có trước đó với nghệ sĩ Trung Dân? Nhiều lắm chứ, tôi học được rất nhiều bài học, nhưng cho phép tôi được giữ cho riêng mình. Cuộc sống không phải thứ mà chúng ta nói rút ra, rồi khoanh tay lại hứa hẹn như đứa trẻ, chẳng để làm gì và cũng không cần chứng minh điều đó với ai. Có nhiều thứ đắt giá mà chúng ta nên bỏ thời gian ra để chiêm nghiệm và giữ lại cho chính bản thân mình. Chị cảm thấy bản thân mình đã thay đổi như thế nào? Tôi cảm thấy mình yêu bản thân mình nhiều hơn và trầm lặng hơn trong mọi mối quan hệ. Vậy bây giờ có còn một Hương Giang hoạt ngôn trên truyền hình nữa hay không? Chắc không đâu, vì tôi nghĩ không phù hợp với những chương trình như thế. Scandal gây ra cho chị tổn thất khá lớn, vậy chị đã sợ các chương trình truyền hình chưa? Những chương trình trải nghiệm, du lịch, thử thách bản thân tôi vẫn sẽ tham gia vì đó là sở thích của tôi. Còn game show thì chắc là không. Tôi tự nhận thấy bản thân mình không phù hợp, tính cách và suy nghĩ của tôi không tương đồng, sẽ rất dễ làm phiền người khác. Tôi nghĩ mình không nên ôm đồm nhiều chương trình như lúc trước nữa. Chị nghĩ mình mất gì và được gì sau scandal này? Nói mất và được thì có lẽ hơi khó vì đây không phải là thành quả gì để mình giõng giạc tuyên bố. Đó là một sự cố không đáng có và khi nó xảy ra rồi thì mình đối diện với nó, rút ra được những bài học sau đó thôi. Tại sao chị lại chọn thời gian này để quay lại? Tôi cảm thấy nghỉ ngơi như vậy là đủ, vui vẻ thoải mái rồi thì quay lại. Chúng ta lúc nào cũng phải làm việc, phải tiếp tục cuộc sống của mình. Tôi cũng thế. Khi thấy nhiều người thực sự cần mình, tôi cảm thấy mình nên cho họ nhìn thấy dấu hiệu trở lại. Hình ảnh mới Hương Giang tung ra có cảm giác trưởng thành và lịch thiệp hơn. Tại sao bạn lại chọn ảnh trắng đen trong phong cách này? Tôi thấy nó thực sự hợp với bản thân mình. Tôi chưa bao giờ thử, nhưng bản thân tôi bây giờ muốn đơn giản hóa mọi thứ và sống trong những góc nhìn của riêng mình. Trong việc quay lại, ắt hẳn chị đang chuẩn bị cho ra sản phẩm mới. Sản phẩm lần này có lẽ là một album mới. Tôi cho rằng mình chỉ nên chia sẻ riêng với những người mình yêu quý thôi. Khi biến cố xảy ra, tôi biết xung quanh không phải ai cũng thích mình, chỉ là họ không có cơ hội để thể hiện ra thôi. Nên tốt nhất có thành quả hay thành công gì, mình cứ lẳng lặng mà làm, không gây khó chịu cho người khác. Bạn biết đấy, không phải ai cũng vui khi bạn sống tốt đâu. Cảm ơn Hương Giang về những chia sẻ.